chân dung bốn vị tướng quân đội đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kiến thức và giải trí xin gửi đến quý vị và các bạn chân dung bốn vị tướng quân đội nhân dân Việt Nam đã từng đảm nhiệm những chức vụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội trong lịch sử Việt Nam. 1. Đại tướng Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại tướng Lê Đức Anh sinh ngày 1 tháng 12 năm 1920 tại xứ Chuồi, làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông mất ngày 22 tháng 4 năm 2019. Tên khai sinh là Lê Văn Giác, bí danh là Nguyễn Phú Hòa hoặc Sáu Nam. Nguyên là Chủ tịch thứ tư của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ từ năm 1992 đến năm 1997. Trước đó, ông từng là một tướng lĩnh trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Đại tướng. Từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ năm 1987 đến năm 1991, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 1986 đến năm 1987. 2. Thượng tướng Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ngày 27 tháng 12 năm 1931, mất ngày 7 tháng 8 năm 2020. Là một cựu chính trị gia Việt Nam, ông từng giữ chức vị Tổng Bí thư thứ 10 của Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001. Ông cũng từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Trưởng ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ông đồng thời cũng là một tướng lĩnh từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. 3. Đại tướng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại tướng Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, mất ngày 21 tháng 9 năm 2018, là Chủ tịch nước thứ 8 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ ngày 2 tháng 4 năm 2016 đến ngày ông qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 2018. Ông xuất thân là một Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2011-2016. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 và 12, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên từ năm 2011 đến năm 2016. Đại tướng Trần Đại Quang còn là giáo sư ngành khoa học an ninh, tiến sĩ luật. 4. Trung tướng Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trung tướng Lê Quang Đạo sinh ngày 8 tháng 8 năm 1921 tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ông mất ngày 24 tháng 7 năm 1999. Tên khai sinh là Nguyễn Đức Nguyện, là một chính khách của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội thứ 3 kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1987 đến năm 1992. Ông từng là một vị tướng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, cấp bậc Trung tướng. Ông là chủ tịch đầu tiên của dòng họ Nguyễn Việt Nam. Trên đây, kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung bốn vị tướng trong quân đội và công an đã từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.